Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kay Lê Tuyết. Liên quan đến vấn đề virus corona thì mấy ngày qua thì quý vị các bạn đã biết những cái thông tin trên toàn thế giới cũng như là Việt Nam rồi. Tuy nhiên rằng hôm nay thì Tuyết xin phép chia sẻ một diễn biến của người bệnh tưởng rằng mình đã chết nhưng mà bây giờ anh đã khỏe mạnh và có một sự chia sẻ trên cộng đồng mạng về cái diễn biến bệnh cũng như là những gì anh đã trải qua cái thời khắc sinh tử đó để cho chúng ta có thể nhìn vào đó và rút kinh nghiệm. Anh này tên là Trịnh Ngọc Thành, là tiến sĩ, là đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ cùng với vợ và hai con. Và anh đã xác định dương tính với virus vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Hiện anh đã bình phục và chia sẻ với trang VN Express về những ngày anh chiến đấu với bệnh. Trước đó cùng ngày thì anh có đi gửi mẫu xét nghiệm và sau đó 10 giờ đêm anh thấy có cuộc gọi điện thoại của bác sĩ là anh nghĩ là anh đã tiêu rồi. Và vẫn là câu nói anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe, đó là bác sĩ thông báo là anh đã bị dương tính rồi. Lúc đó thì anh nghĩ trong đầu là thôi, coi như là sắp hết rồi. Khi được hỏi rằng anh đã biết mình được nhiễm COVID khi nào thì anh nói rằng tôi cũng không biết khi nào, mà tôi nghĩ rằng cái lúc mà tôi đi siêu thị. Và anh chia sẻ rằng cái lúc mà anh đi siêu thị thì con bé con của anh nó có nhu cầu đi vệ sinh và anh đã tự cho nó đi và sau đó thì nó đi ra rồi thì anh hỏi nó là rửa tay chưa. Con bé mặc dù trả lời rửa tay rồi nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Anh bắt con bé vào rửa tay lại và anh dẫn nó đi vô rửa tay. Tuy nhiên là anh vẫn cẩn thận mở cánh cửa toilet bằng cái cùi chỏ của tay chứ anh không có dùng bàn tay. Và anh tìm nước ấm để rửa tay cho con bé nhưng mà không có, thì lúc đó chỉ có nước lạnh thôi, bắt buộc phải rửa tay bằng nước lạnh. Và khi được hỏi rằng khi mà anh đi siêu thị anh có đeo khẩu trang không thì anh nói là không có đeo. Tại vì lúc đó thời điểm đó thì cũng không có ai đeo hết và khi mà anh xem tivi anh thấy Bộ trưởng Y tế khuyến cáo là chỉ có người bệnh mới đeo thôi và các người không bệnh thì không có được khuyến cáo là đeo, thành ra rất là nhiều người không đeo. Và đến ngày hôm sau là vào ngày 16 tháng 3 thì anh có bị sốt và anh đến một cái phòng mạch của bác sĩ gia đình để khám. Sau khi khám thì các bác sĩ khám tim, khám phổi và khám đủ thứ và kết luận là không có sao cả. Và đến tối ngày thứ 3 thì cơn sốt của anh ngày một nặng hơn và anh có gọi lại cho người bác sĩ cũ. Thì người bác sĩ cũ của anh khuyên anh là sáng ngày hôm sau hãy lên và dặn anh rất là cẩn thận là hãy mang khẩu trang từ nhà rồi mới đến phòng bác sĩ và phải rửa tay bằng cồn từ ở nhà trước khi đến phòng bác sĩ. Và bác sĩ khuyên anh là từ cái lúc mà anh ở nhà cho đến anh đi đến anh khám thì anh không cần phải nói gì với bác sĩ nữa hết. Có thể là bác sĩ đang sợ rằng những cái lời nói thì những cái dịch bệnh, những cái con virus ở trong miệng của anh á, nó sẽ phun ra và nó sẽ tiếp xúc với người đối diện thì nó sẽ không tốt đó quý vị. Và khuyên anh khi đến phòng khám thì đi thẳng sâu vào phòng thí nghiệm và trong đó thì các bác sĩ đã lấy những cái dịch mũi của anh ở sâu bên trong lỗ mũi, lấy cái dịch của anh để đưa vào và máy vào nghiên cứu và xét nghiệm. Và chiều 10 giờ tối cùng ngày hôm đó thì anh nhận được cuộc gọi của bác sĩ. Và bác sĩ khuyên câu đầu tiên mà bác sĩ khuyên cái anh này là anh nên ở trong nhà 14 ngày không có tiếp xúc với ai hết. Và anh dằn dặt anh hỏi là bác sĩ là tôi bị dương tính hay là âm tính. Thì bác sĩ trả lời là em bị dương tính rồi. Và khỏi nói thì cái cảm giác của anh lúc đó thì anh đang rất là lo lắng. Không những lo lắng cho bản thân, lo lắng cho bản thân thì ít, nhưng mà lo lắng cho người nhà thì nhiều hơn. Tại vì thời điểm đó thì cũng có mẹ của anh từ bên Việt Nam sang đó để mà thăm anh. Và đặc biệt là nhà anh cũng còn có vợ và một đứa con nhỏ. Và ngày hôm sau thì anh đã rất là lo lắng và vợ của anh đã đưa đứa bé đi khám, đi xét nghiệm. Thì bác sĩ trả lời một câu rất là thẳng thắn: khỏi phải xét nghiệm, ba của nó bị thì nó chắc chắn là sẽ bị rồi. Và việc tiếp theo mà anh kể là lúc đó là người cha là bắt buộc phải ở trong một cái phòng riêng và người đứa con thì cũng trong một cái phòng riêng. Và anh chia sẻ là hai cha con uống chung một loại thuốc và trong đó thì là thuốc có paracetamol và 3 ngày sau thì con của anh khỏe và ổn. Và việc đầu tiên khi mà hay tin mình bị nhiễm thì anh sẽ lấy điện thoại, anh gọi cho tất cả những người bạn bè và người thân của mình khuyên rằng đừng có ai tiếp xúc với anh tại vì anh đã dương tính với virus corona. Và đặc biệt là anh cũng có một người anh trong gia đình ở bên Việt Nam làm ngành y thì ông ấy cũng có chia sẻ với người nhà rằng
cái bệnh này nó cũng thật sự là không có gì quá nguy hiểm, nên mọi người cũng khá là yên tâm. Đặc biệt một điều nữa là anh là người ở Thụy Sĩ, anh sống ở Thụy Sĩ, thì cái việc mà điều trị của anh đã hoàn toàn là tự điều trị theo phác đồ của bác sĩ tại nhà. Theo hướng dẫn của bác sĩ thì tại nhà một ngày anh dùng máy đo thân nhiệt 4 lần và cuối ngày thì anh sẽ thông báo cho bác sĩ biết tình hình thân nhiệt của mình. Và trong thời gian điều trị cả nhà thì anh có thắc mắc gì anh cứ gọi hỏi bác sĩ, và đó là cái thông cáo khám bệnh và điều trị tại nhà về virus corona của liên bang tại Thụy Sĩ trong thời gian đó. Và bác sĩ đã cho anh uống paracetamol loại 1 gram 6 tiếng uống một lần. Cái quá trình theo dõi sức khỏe và uống thuốc của anh kéo dài khoảng 10 ngày, từ lúc bắt đầu anh sốt cho đến khi anh hạ sốt là còn 36,5 độ, là 10 ngày nha quý vị. Khi được hỏi về diễn biến bệnh của anh trong 10 ngày thì anh nói rằng những ngày đầu thì anh cũng cảm thấy ổn, nhưng mà tuy là có hơi chán ăn một tí xíu, và đến ngày thứ 7 thì anh kiệt sức luôn. Và anh đã có một thời gian đấu tranh tư tưởng rất lớn, không biết là mình có nên gọi cho cấp cứu hay không, vì những cơn sốt thường đến với anh bất chợt lúc 12 giờ đêm và anh bắt buộc phải ôm gối ôm và nằm co ro mình như một con tôm để ôm cái gối ôm lại và giữ ấm cho cơ thể. Và khi mà lên cơn sốt lúc giữa khuya như vậy thì cái bên ngoài cơ thể anh thì nóng sốt bốc quả luôn, nhưng mà bên trong thì lạnh buốt cơ thể và lạnh cả sống lưng. Đây là cái thời khắc mà anh đấu tranh với nhiệt độ trong cơ thể mình, bên trong thì nó lạnh nhưng mà bên ngoài anh thì nó sốt, bắt buộc anh phải kéo cái chăn anh đắp, và 1-2 tiếng sau thì người anh toát mồ hôi và ướt hết. Và anh đặc biệt anh chia sẻ rằng cái lúc mà mồ hôi cơ thể anh toát ra thì anh sẽ lấy khăn anh lau, và khi mồ hôi nó, cái vết mồ hôi trên cơ thể anh nó khô lại thì lúc đó là anh tinh thần anh nó khỏe lại, tỉnh táo lại. Và một điều anh chia sẻ phải nói là rất là xúc động quý vị, mặc dù hai cha con ở chung một nhà nhưng mà 14 ngày cách ly không gặp nhau. Nếu như 14 ngày mà mình không hết thì mình vẫn thể cách ly tiếp và có những cái giải pháp tiếp theo. Tuy nhiên rằng trong vòng 14 ngày đó anh không có nhìn được mặt con, chỉ nghe được tiếng của con chơi giỡn bên phòng bên cạnh thôi. Và quay về phần của bé thì phải nói là bé là một đứa trẻ cũng rất là hiếu động, bé rất là thương nhớ ba nhưng mà cũng không có cách nào để gặp được ba hết. Thì bé cũng có thể hiện tình yêu thương và nhung nhớ ba của mình bằng cách bé lấy viết và giấy để vẽ những bức tranh, để là gửi những cái tình yêu thương ở trong những bức tranh, ghi những cái lời yêu mến ở trong những bức tranh và nhét những bức tranh đó vô khe cửa để gửi cho người ba của mình đang cách ly ở trong phòng bên cạnh ở trong nhà. Và khỏi nói một điều là sau 14 ngày hết bệnh và ra khỏi phòng thì hai cha con đã ôm chầm lấy nhau. Anh chia sẻ là anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cho tất cả những người ở trong nhà phải đi bệnh viện, nhưng mà rốt cuộc thì đã có một cái kết có hậu là anh đã tự điều trị theo phác đồ của bác sĩ tại nhà. Và anh chia sẻ rằng khi mà bị nhiễm Covid thì các bạn không cần quá hoang mang nhưng mà cũng không nên xem thường nó. Và gửi lời chia sẻ của anh đến những người như chúng ta là anh chia sẻ rằng tất cả những người may mắn đang không có bị nhiễm Covid là những người đang rất là may mắn. Tuy nhiên rằng bạn hãy nên cố gắng giữ lấy cái sự may mắn đó bằng cách là chúng ta ngay bây giờ thực hiện các biện pháp đầu tiên và cấp bách nhất là hạn chế đi ra ngoài và tránh tiếp xúc nơi đông người. Dạ vâng, trên đây là một chia sẻ thật lòng và một câu chuyện có thật diễn ra của một anh tiến sĩ đã dành 10 ngày để chống Covid và có những cái bài học cho bản thân và truyền đến cho tất cả mọi người, chia sẻ đến cho tất cả cộng đồng mạng. Từ đằng đâu đó thì Tuyết quan sát, Tuyết vẫn nhận thấy và cảm nhận rằng con virus này thật ra nó là một loại virus cảm cúm, nhưng mà nó đã được biến đổi gen. Nên vậy thì chúng ta chưa có cái thuốc đặc trị nào hiệu quả 100% đối với nó. Và điều đặc biệt mà Tuyết khuyên quý vị và các bạn rằng ngoài những thực hiện những cái biện pháp mà khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra và khuyến cáo của cái anh tiến sĩ đưa ra thì chúng ta hãy theo dõi và lắng nghe cơ thể của mình từng ngày từng ngày. Và các bạn hãy quan tâm và để ý thêm rằng những hơi thở và những cái sự khó chịu của người thân xung quanh bạn, gia đình bạn. Và mình cũng có một cái suy nghĩ cũng khá là đặc biệt là với cái con virus này, nếu mà các bạn ở trong một cái giai đoạn mà bị nhiễm nhẹ thì chúng ta hoàn toàn có thể trị được bằng những loại thuốc cảm cúm thông thường. Tuy nhiên rằng cần phải có sự kê toa của bác sĩ. Và thêm một cái vấn đề nữa là vấn đề ăn chín uống sôi và sử dụng những thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vẫn không thừa trong lúc này.
Dạ vâng, trên đây là một chia sẻ về diễn biến tình hình dịch bệnh của một người đã từng trong cuộc và từng đối mặt với giây phút sinh tử và rất là lo lắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Nếu quan tâm ủng hộ Tuyết thì xin hãy nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha cả nhà. Mình hãy nhấn thêm cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên theo dõi clip ủng hộ giúp Tuyết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mến chúc quý vị và các bạn luôn có đầy đủ sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc trong gia đình và cuộc sống.